Trường hợp của anh tức là hạ tinh hoàn rồi, ta coi như cái phẫu thuật thí dụ làm thật là tốt, tức là xuống bìu tốt rồi. Nhưng bây giờ nó có hai hậu quả mà chính bản thân anh đang cảm nhận được. Đó là cái giao hợp chưa tốt và anh chưa thử thế thôi, chứ chắc chắn thử là cái tinh hoàn sẽ teo hơn bình thường và nhất định là tinh trùng sẽ kém đi. Vậy thì trước khi anh lấy vợ, tôi khuyên anh nên đến kiểm tra xem cái tinh hoàn ấy hiện nay của anh mới giải quyết được một cung đoạn, tức là đưa nó xuống bìu. Bây giờ nó có to như bình thường hay không? Và tinh trùng có được sản xuất như bình thường hay không? Và cái tinh hoàn ấy có đủ tiết ra các cái nội tiết tố để điều khiển cái chuyện giao hợp hay không? Thì cái chuyện ấy trước khi lấy vợ anh phải làm. Chứ đừng để chờ lấy vợ rồi lúc bây giờ mới chữa cháy ở cái đoạn nào đó thì không hay lắm, mà nên chủ động.